huấn luyện viên Park Hang-seo tạm thời rời đội tuyển Việt Nam. Hồ Tuấn Tài tố cầu thủ Oman chơi xấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo không thể về Việt Nam cùng các học trò sau trận thua Oman. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc di chuyển đi UAE để dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Buồn, tiếc nuối hay tức giận đều là nỗi mất ngủ, là cảm xúc chung của các thành viên đội tuyển Việt Nam sau trận thua 1-3 trên sân Oman tối ngày 12 tháng 10. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp và vẫn đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm điểm số đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Thật khó hiểu, đẩy cả thủ môn vào trong vạch vôi thì chịu rồi. Thủ môn chắc hai tay nối lại thì mới tới bóng được, hậu vệ Tấn Tài chia sẻ trên mạng xã hội ngay sau khi trận đấu giữa Oman và đội tuyển Việt Nam kết thúc. Trợ lý Lê Huy Khoa của huấn luyện viên Park Hang-seo thì thừa nhận: chúng ta thua vì chênh lệch mọi thứ, bị ép vì là đội yếu, lần đầu góp mặt ở sân chơi này, tiếc nuối vì các trận kịch tính giằng co và hơi thiếu may mắn. Vẫn hy vọng vì chúng ta ghi được bàn, thậm chí ghi bàn trước và có thế trận không tồi. Đây là cơ hội tốt để hiểu rõ bản thân mình hơn, thấm thía nhiều điều khi ra biển lớn, học hỏi và trải nghiệm được rất nhiều, biết thế nào là bóng đá đẳng cấp. Về phần mình, huấn luyện viên Park cho biết đội tuyển Việt Nam còn quá nhiều điều cần cải thiện trong lần đầu góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup. Các cầu thủ đã rất cố gắng, nhưng không khí sau trận cũng khá là trầm lắng. Tôi đã động viên họ rằng không ai vào trận muốn thua cả. Chúng ta có rất nhiều trận đấu phía trước, sắp tới là Ả Rập Xê Út và Nhật Bản, huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Sau theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào sáng ngày 14 tháng 10. Sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định. Hết thời gian cách ly, các thành viên ban huấn luyện và các tuyển thủ Việt Nam sẽ được tạo điều kiện về thăm gia đình trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu sân nhà gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 và Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 11. Đáng chú ý, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tạm rời đội tuyển Việt Nam và không bay về Việt Nam cùng các học trò. Ông Park sẽ di chuyển sang UAE để tiếp quản công việc dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam đang tập huấn tại đây và chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Ngoài huấn luyện viên Park Hang-seo, bác sĩ Choi Yu-jung, thủ môn Nguyễn Văn Toản, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng sẽ di chuyển đi UAE để hậu quân cùng U23 Việt Nam. Tại Dubai, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu thêm trận giao hữu nữa với U23 Kyrgyzstan vào ngày 17 tháng 10 trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á từ ngày 27 tháng 10 đến mùng 2 tháng 11. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 25 tháng 10 tại Hà Nội do bận dẫn dắt U23 Việt Nam đấu U23 Đài Loan Trung Quốc và U23 Myanmar ở vòng loại U23 châu Á, nên huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không thể chỉ đạo các học trò ở đội tuyển Việt Nam trong khoảng một tuần ở đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út.